tiếp tục chào đón quý vị với một số mã loa tiếp theo. Em đã làm một số clip giới thiệu tất cả những đôi, từ cái đôi DBX ngoài kia và đến tận đây rồi, vào đến tất cả dòng loa này rồi. Bây giờ là đến đôi loa Calip clip nhé, giới thiệu đấy. Còn đôi loa này thì đã có khách gạch rồi, đang đóng luôn đi cho khách rồi, nên là thôi quay nốt đôi Calip với đôi Diatone. Đây là đôi loa Calip, đây là chân đế của em nó này, em chưa vặn vào bởi vì là cứ để đây này, đây là chân đế, mỗi bốn cái này là của một loa, bốn cái một loa, chân đế của nó để nguyên đây, đây túi chân đế còn nguyên đây, để nguyên lại. Thiết kế với lại hai bát và một tép kèn, gân còn zin nhá, gân đường gân còn zin hết nhá, gân zin luôn, zin từ con ốc mình zin. Zin đẹp. Đôi loa Calip này tép còi rất là hay luôn. Đấy. Phía sau của em nó đây. Phía sau của em nó đây các bác xem. Đây. Em thương hiệu logo của em nó đây. Công suất của em nó là 100W, trở kháng 8 ohm. Được. Con thấy USA đấy. Phía dưới này là một lỗ thông hơi rất là to, nó là tầm 14 đến 16 phân, lỗ thông hơi phía dưới này, một lỗ thông hơi đấy. Giá của đôi này là 8,9 triệu, 8,9 triệu đôi loa này. Giá của em nó là 8,9 triệu ê căng có. Sau đây em đo kích thước cho quý vị. Về chiều cao của đôi loa này, chiều cao của em nó là 86,5 phân. Chiều cao đấy là chưa tính mấy cái đế này nhá, mấy cái đế này lắp vào nó phải tầm, mấy cái đế lắp vào nó phải tầm khoảng 87,8 hoặc 88 phân, cái đế lắp vào nó phải 88 phân cả đế. Chiều sâu cả ê căng là 32 phân, chiều sâu cả ê căng 32 phân, chiều ngang là 20,05 phân, chiều ngang có nghĩa là gần 21 phân, 20,05 phân chiều ngang. Giá của đôi loa Calip, giá của đôi này là 8,9 triệu. Đây, giá của em nó là 8,9 triệu, có hơi căng sau đây. Tiếp theo đến giới thiệu đến quý vị tới đôi loa, phải nói là dòng này là gọi là dòng loa châu bò. Sao em gọi châu bò, vì nó quá nặng, một mình em không thể bê được nó. Đấy, nên là đã bảo là cho bác nào bê được đi 100m em cho luôn. Một cái nhé, không cần bê đôi. Một cái thôi. Bê đi 100m cho luôn. Đôi này. Bác nào bê được thì 100m em cho luôn một cái. Đây là đôi loa Diatone DS2000HR. Dòng loa cực kỳ là khủng. Nhá. Dòng loa cực kỳ là khủng luôn. Không hiểu sao nó đúc bê tông hay là đúc sắt thép gì trong này nó nặng đến thế. Đấy thì em như được. Ở đây ê căng của em nó đây, ê căng của em nó mặt trong là có thiết kế một lượt lưới, lưới bằng sắt thép luôn bảo vệ. Đây, thế cơ. Được chưa? Mà đôi này thì không phải là thích là xoay được. Đây. Đôi Diatone DS1000 này. Công suất tối đa của em nó là 180W, trở kháng 6 ohm. Yeah. Đã bao giờ rồi, bác nào bê một cái đi được 100m em cho luôn cả đôi. Giá của đôi loa này, giá của em nó là 13,8 triệu, 13,8 triệu ạ. Bác nào có nhu cầu alo em, cảm ơn.